người ta mới thấy được. Con này là con gì đây không biết luôn, cái gì ơi. Này con này ở đó chưa từng thấy con này. Săn hô mà sao sống này, nó chắc một loại san hô là đông biển vậy. Lòng biển chắc là đông biển. Quờ gai này thì có gai đó. Tôi đừng bị ngứa đó, đừng đụng đó. Không ngứa bình thường à? Đúng không, không ngứa thì mình chạm thôi, sợ chảy máu thôi. Ôi quẩy này được ký 200g à. Con này để siêu tầm được, bỏ vô lồng kính á, bỏ lồng kính á. Giật lạ chứ chờ, giật lạ. Giật lạ thiệt mà, chưa từng thấy. Ở mấy mươi năm mà chưa từng thấy con này. Nhưng mà từ lấy anh từng ngó mà nó không bóp vào. Không, nó không sao, rồi nó còn sống rồi. Sao vậy á? Không phải sao, năm cánh à. Rồi san hô hay con biển gì thôi, con biển mà nó có động vật sống rồi không, nó sống mà